dưới chân núi Vân hùng vĩ, bên dòng sông Bứa hiền hòa, vùng đất Thanh Sơn hiện lên vừa cổ kính vừa hiện đại. Vẻ đẹp ấy là sự kết tinh của văn hóa cội nguồn, của tinh thần yêu nước, sự đoàn kết và ý chí kiên cường của lớp lớp thế hệ người dân nơi đây. Mùa thu năm 1833, cách đây tròn 195, danh xưng Thanh Sơn đã ra đời. Chặng đường gần hai thế kỷ với sự bồi đắp của văn hóa truyền thống lịch sử đã tạo nên một vùng quê giàu bản sắc với những triển vọng phát triển mới trong tương lai. Ngược dòng lịch sử, từ thời Hùng Vương dựng nước, Thanh Sơn thuộc bộ Văn Lang, một trong 15 bộ của nhà nước Văn Lang. Trải qua nhiều thăng trầm của thời gian và thuộc nhiều vùng đất, đến đời nhà Mạc đã đổi tên Thanh Sơn thành Thanh Xuyên. Theo sách Đại Nam Thực Lục, năm 1833, vua Minh Mạng đã quyết định tách huyện Thanh Xuyên thành huyện Thanh Sơn và huyện Thanh Thủy thuộc trấn Hưng Hóa. Tên gọi Thanh Sơn có từ ngày đó. Nằm trong vùng đất Việt cổ, Thanh Sơn có mối quan hệ mật thiết với Phong Châu, kinh đô của nhà nước Văn Lang. Qua các nghiên cứu khảo cổ học, vùng đất Thanh Sơn có con người cư trú từ rất sớm. Vì vậy, cư dân các làng xã ở Thanh Sơn có điều kiện tiếp thu những nét đặc sắc của văn hóa vùng đất tổ. Thanh Sơn hay Phú Thọ, ngoài cái ý nghĩa về tinh thần là vùng đất tổ, thì ngay về vị trí địa lý, nó ở một vị trí rất là quan trọng, là một cái nơi chấn giữ từ cái phía Thượng Du mà đi sang phía Tây Bắc. Cái vị trí của Thanh Sơn nó quan trọng như thế nào? Trước khiến nó vùng nằm trong không gian mà đến bây giờ chúng ta vẫn trân trọng là vùng đất tổ. Bên và nó rất gần với quốc danh Văn Lang của một thời, với cái địa danh Phong Châu là thủ phủ của một thời đất nước. Rất gần, cho nên người ta có thể tìm thấy, các nhà khảo cổ học tìm thấy ngay trên cái vảnh đất này rất nhiều những dấu tích của người xưa, từ những công cụ thì gửi lại đồ đá mới. Đây có thể nói là một trong những cái vùng lãnh thổ mà khai thác được rất nhiều trong đồng của nhiều thời kỳ lịch sử. Trong suốt chiều dài lịch sử dựng nước và giữ nước, Thanh Sơn luôn giữ vị trí chiến lược quan trọng là vành đai bảo vệ trung tâm tỉnh lỵ Phú Thọ từ phía nam. Mỗi khi đất nước đứng trước họa ngoại xâm, từ già trẻ gái trai đều đồng lòng đứng lên chiến đấu. Nhiều tướng quân được lưu truyền trong sử sách như tướng Đinh Công Mộc, Đinh Công Giả. Hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ cũng ghi dấu nhiều chiến công của quân và dân Thanh Sơn. Năm 2007, Chính phủ ban hành nghị định về việc điều chỉnh địa giới hành chính huyện Thanh Sơn, thành lập huyện Tân Sơn. Đến nay, huyện Thanh Sơn có diện tích hơn 62.000 ha, dân số trên 13 vạn người, có 32 dân tộc cùng chung sống. Tỷ lệ người dân tộc thiểu số chiếm hơn 60%, trong đó đa số là dân tộc Mường và dân tộc Dao. Huyện nằm ở phía nam của tỉnh Phú Thọ, giáp ranh với tỉnh Hòa Bình và thủ đô Hà Nội. Sau nửa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và Đại hội Đảng bộ huyện Thanh Sơn lần thứ 26, nhiệm kỳ 2020-2025, nhiều chỉ tiêu đã đạt và vượt so với mục tiêu nghị quyết đại hội. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội ước đạt trên 4.000 tỷ đồng. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn năm 2022 đạt trên 200 tỷ đồng. Thu nhập bình quân đầu người đạt gần 38 triệu đồng người năm. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 8,3%. Những nhà văn hóa khang trang, những tuyến đường rộng rãi thênh thang. Sau nửa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết, tổng nguồn vốn huy động đạt trên 930 tỷ đồng. Tỷ lệ cứng hóa đường giao thông nông thôn đạt gần 80%, vượt chỉ tiêu đề ra. Với tư duy đổi mới, sáng tạo và kế thừa những thành quả của chặng đường đã qua,
huyện Thanh Sơn đã có sự thay đổi mạnh mẽ trong đầu tư hạ tầng, tạo nên mạch nguồn giao thông thông suốt, tăng tính kết nối, mở ra không gian phát triển mới. Từ nghị quyết đại hội lần thứ 26, Ban chấp hành Đảng bộ huyện Thanh Sơn đã có những quyết sách phù hợp, tập trung cho xây dựng hệ thống hạ tầng giao thông, qua đó tạo đà cho Thanh Sơn phát triển bền vững, phát huy được tiềm năng lợi thế của huyện. Làm được con đường đẹp là chúng tôi rất là ủng hộ luôn, cũng rất là phấn khởi, kể cả bỏ bớt tí đất ruộng, tí đất vườn hoặc là đất nương, đất bãi gì là chúng tôi rất là ủng hộ luôn ạ. Đi lại rất là thuận lợi, người dân người nào phấn khởi, mà trẻ em đi học là đi lại nó cũng thuận lợi, nó không lầy lội như ngày xưa nữa. Cùng với nhiều giải pháp và cách làm phù hợp, quy mô sản xuất công nghiệp của huyện không ngừng được mở rộng. Nhiều dự án cơ sở sản xuất có quy mô lớn được đầu tư và đi vào sản xuất. Huyện đã xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp Bục Luyện với quy mô 46 ha, tổng mức đầu tư trên 250 tỷ đồng. Triển khai các thủ tục xây dựng cụm công nghiệp Thắng Sơn. Chất lượng công tác cải cách hành chính ngày càng được nâng lên. Môi trường đầu tư kinh doanh ngày càng thông thoáng, thu hút được nhiều doanh nghiệp có năng lực uy tín đầu tư vào huyện. Đến nay đã có 35 dự án đầu tư trên địa bàn huyện. Đối với huyện ủy cũng như là Ủy ban nhân dân huyện Thanh Sơn, với sự chỉ đạo quyết liệt, đi sâu đi sát, lắng nghe, tháo gỡ những khó khăn mà khi doanh nghiệp gặp phải, đồng hành cùng với doanh nghiệp thì chúng tôi rất là yên tâm để mà đầu tư sản xuất. Huyện miền núi Thanh Sơn từ một nền sản xuất nông nghiệp tự cung tự cấp đã chuyển nhanh sang nông nghiệp hàng hóa với nhiều vùng sản xuất tập trung có giá trị kinh tế cao. Huyện hiện có 19 sản phẩm được công nhận sản phẩm OCOP cấp tỉnh từ 3 sao trở lên, trong đó có 11 sản phẩm đạt OCOP 4 sao. Đến nay, huyện có 6 xã và 129 khu đạt chuẩn nông thôn mới. Nhờ sự đồng thuận giữa ý đảng lòng dân, bộ mặt nông thôn đã mang một diện mạo mới. Những thửa ruộng manh mún đã thành những cánh đồng thẳng cánh cỏ bay, thuận lợi cho ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Đã xuất hiện khu đô thị hiện đại, phố phường sầm uất. Những thôn xóm tổ dân phố nghèo nàn lạc hậu nay đã trù phú, nhà cửa khang trang, đường nhựa, đường bê tông sạch đẹp, đời sống của người dân no ấm, hạnh phúc, vui tươi. Với sự chỉ đạo quyết liệt, sâu sát và nhiều cơ chế chính sách linh hoạt, nhiều cách làm sáng tạo, chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đã đạt những thành tựu to lớn, nổi bật, làm thay đổi căn bản diện mạo nông thôn. Thương mại dịch vụ đã phát triển. Ở hầu hết các khu dân cư của huyện Thanh Sơn đều có thể bắt gặp hình ảnh người dân luyện tập thể thao nhờ hệ thống thiết chế văn hóa được đầu tư đồng bộ. Những hoạt động như thế này giúp xây dựng tình đoàn kết gắn bó xóm làng, gắn kết cộng đồng dân cư. Từ đó phong trào xây dựng đời sống văn hóa cũng trở nên thực chất và hiệu quả rõ rệt. Hàng ngày chúng tôi ra đây là chúng tôi giao lưu với nhau về sức khỏe, thì không phải làm phiền đến con cháu. Thứ hai là không phải đến bệnh viện. Thế và cũng từ cái hoạt động này chúng tôi thấy là gắn bó với nhau hơn. Thế và cái tình làng nghĩa xóm, rồi là anh em đồng đội trong câu lạc bộ bóng chuyền, rồi là thể dục dưỡng sinh là cứ gắn bó với nhau. Với mạch nguồn và bề dày lịch sử văn hóa, trong đó đậm đà và sâu sắc nhất chính là văn hóa Mường. Vùng đất gần 200 năm tuổi luôn giữ gìn và trân trọng những nét văn hóa riêng có của nơi đây. Cùng với phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới, huyện Thanh Sơn luôn chú trọng công tác bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa các dân tộc nhằm góp phần khai thác các sản phẩm du lịch đặc trưng cùng những lợi thế trong cộng đồng dân cư. Nét đặc trưng riêng trong phong tục tập quán lễ hội truyền thống của mỗi dân tộc đã tạo cho Thanh Sơn không gian văn hóa đa dạng và phong phú, được cộng đồng các dân tộc gìn giữ, bảo tồn,
qua nhiều đời nay. Sắc màu văn hóa đa dạng phong phú ấy đang được bảo tồn, lưu giữ và phát triển để tạo đà cho du lịch địa phương. Nhân dịp kỷ niệm 190 năm thành lập huyện Thanh Sơn, Ủy ban Nhân dân huyện phối hợp với nhà xuất bản Văn hóa Dân tộc đã xuất bản cuốn sách Nét văn hóa truyền thống người Mường, huyện Thanh Sơn. Cuốn sách ghi nhận quá trình bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống của nhiều thế hệ cư dân nơi đây. Tham gia câu lạc bộ Mường, chúng tôi được nghe lại những cái tiếng cồng chiêng và cũng được nghe những cái điệu hát ví, hát giang, hoặc là tìm những cái điệu múa của người Mường mình từ xa xưa, rất là tự hào, muốn là lưu giữ lại những cái truyền thống của người Mường mình để lại cho con cháu. Lĩnh vực giáo dục và đào tạo được đổi mới phát triển, quy mô mạng lưới trường lớp học hợp lý, cơ sở vật chất được tăng cường và từng bước được chuẩn hóa, đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh. Công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân được đảm bảo, duy trì 100% xã, thị trấn đạt chuẩn quốc gia về y tế. Chất lượng khám chữa bệnh, tinh thần thái độ phục vụ của cán bộ y tế được nâng lên, tạo thuận lợi cho người dân được chăm sóc sức khỏe ngay từ cơ sở. Là huyện miền núi có địa bàn rộng, địa hình chủ yếu là đồi núi, nhiều xã vùng cao giáp ranh với tỉnh bạn và huyện bạn. Vì vậy, công tác quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội luôn được quan tâm, củng cố vững chắc. Cùng với lãnh đạo chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị là trung tâm, Đảng bộ đặc biệt quan tâm chăm lo công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh. Xem đây là nhiệm vụ then chốt thường xuyên. Công tác xây dựng Đảng tiếp tục đổi mới và nâng cao về chất lượng. Việc quán triệt, học tập các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, nhất là nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng đã được thực hiện bằng nhiều hình thức phù hợp với từng đối tượng. Coi trọng xây dựng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện, bảo đảm tính khả thi, sát với nhiệm vụ cụ thể của từng địa phương, đơn vị. 3 năm gần đây thì với những cái chủ trương rất trúng, rất đúng của Đảng ủy và với lại sự quan tâm sâu sát của chi bộ, khu dân cư thì đã cụ thể hóa, tạo được một cái lòng tin trong nhân dân, được nhân dân hưởng ứng rất cao là hiến đất để mà làm đường giao thông nông thôn. Chúng tôi cảm giác là cuộc sống rồi đi lại rất là phấn khởi, rất là đàng hoàng và nó góp phần làm cho cái đời sống vật chất cũng như đời sống tinh thần của chúng tôi nâng lên rất nhiều. Từ một chi bộ với 8 đảng viên ngày đầu thành lập năm 1947 đến nay, Đảng bộ huyện Thanh Sơn đã có 41 chi đảng bộ cơ sở, 442 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở với trên 7.700 đảng viên. Trên con đường mới thanh thang, núi vân hùng vĩ trải dài, âm vang cồng chiêng đâm đuống, phố vàng thành phố tương lai. Với điểm tựa là truyền thống lịch sử văn hóa cách mạng của quê hương, trước những thời cơ mới đang mở ra, trong giai đoạn 2020-2025, huyện Thanh Sơn tiếp tục khơi dậy khát vọng, ý chí, đổi mới sáng tạo, phát huy giá trị bản sắc văn hóa con người Thanh Sơn, mang những giá trị văn hóa truyền thống bồi đắp từ nhiều thế hệ làm động lực. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Thanh Sơn không ngừng phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc để xây dựng quê hương 190 năm tuổi. Nơi có núi vân sông bứa đang trên hành trình biến giá trị văn hóa truyền thống lịch sử và thiên nhiên hùng vĩ tươi đẹp thành nguồn lực to lớn phục vụ sự phát triển bền vững của vùng đất anh hùng. Về xuôi, vô lửa quê ta đi.
câu chào.